Chiều nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 tiếp tục thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm trong năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Thảo luận về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đánh giá việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay còn dưới mức tiềm năng và chưa vững chắc. Chính vì vậy, cần có những biện pháp mạnh hơn trong thi hành luật bảo hiểm xã hội, nghiên cứu sớm sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là nghiên cứu các gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn với mức đóng, mức hưởng phù hợp, nhất là đối với công nhân lao động. Trong thực tế, công nhân lao động thường làm việc trong một khoảng thời gian ngắn, khoảng tầm 5 năm đến 10 năm. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau như về quê, chuyển đổi ngành nghề hoặc gặp khó khăn về tài chính nên không thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, dẫn đến tình trạng bán sổ bảo hiểm xã hội như những năm qua. Và việc này cũng hạn chế việc gia tăng tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Về tình hình quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đề nghị cần có đánh giá về kết quả hỗ trợ cho doanh nghiệp người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 thông qua chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để làm cơ sở cho việc ban hành các chính sách tiếp theo. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu sử dụng tiền lãi từ đầu tư của quỹ bảo hiểm xã hội để đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân mua hoặc thuê. Điều này phù hợp với mục tiêu và có hiệu quả xã hội lớn. Ở góc độ của người sử dụng lao động và người lao động, họ thấy rất cần thiết và mong muốn. Cả về trước mắt và lâu dài, họ cũng thấy được lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, góp phần củng cố niềm tin và tăng mức độ hài lòng của người tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Ở góc độ của nhà nước, nguồn quỹ ngoài ngân sách nhà nước nên cũng làm giảm áp lực cho ngân sách nhà nước trong bối cảnh hiện nay. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị chính phủ cần quyết liệt hơn khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đóng, gian lận bảo hiểm xã hội, nhất là gắn các biện pháp thu bảo hiểm xã hội với các phương thức giao dịch khác như nộp thuế, quyết toán thuế, xuất nhập khẩu hàng hóa, vay vốn, đề xuất thi đua khen thưởng.